Hay là bây giờ mình bắt cóc chú Cường đi, rồi xong mình nhốt chú lại, rồi để chú cai rượu. Trời ơi, em mang rượu về luôn rồi kia. Thế sao? Trời ơi, thứ nhất nha, bắt cóc là phạm pháp. Và thứ hai là ấy, chị Châu ấy là một người cực kỳ là hiếu thảo, chị đâu có dễ để mình bắt cóc ba chị như vậy, em hiểu không? Mà... không lưng lên. Chứ thấy chị lúc nào cũng rầu rĩ vì cái tính nhậu nhẹt chì nghiêng vô tận của chú Cường, em thấy tội chị quá à. Mà chú Cường cũng kỳ nữa, đã biết mình bị bệnh tiểu đường lâu năm mà cứ không chịu kiêng cử gì hết, nhậu nhẹt hoài luôn, lúc nào cũng thấy chú nhậu hết á. Đúng, không biết giờ làm sao để giúp chị đó ta. Thuở đó lòng tôi chẳng nghĩ gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, do nên cười đáp màu hoa trắng là chút lòng trong chẳng biến suy. Hey, yeah. Anh hiểu rồi. Hiểu gì? Ai gửi này cho mình vậy ta? Hoa chi gôn, hú đẹp quá. Trong đây là cái gì đây? Trời ơi, Cường ơi, Cường, sao lại như vậy? Trời ơi, không được rồi Cường ơi, sao lúc đó mày hư hỏng quá vậy? Trời ơi, không được rồi. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, lúc đó mình sẽ thấy cho anh hay không? Anh mới dùng cái chiêu gọi là đưa tấm thiệp thôi mà chú đã hối hận đòi bỏ rượu rồi. Cái đấy gọi là thông minh đó. Mình sẽ ngược thời gian trở về quá khứ, hứa không nhậu nhẹt. Sao không nhậu nhẹt được? Cho dù có ngược thời gian mình vẫn phải nhậu, bởi vì nhậu là niềm vui của mình mà. Nhưng mà mình sẽ không để người ta chụp một cái hình say xỉn như vậy, không được rồi Cường ơi. Trời ơi, nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi, người đó có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa dở, tựa trái tim, phải tựa máu hồng. Thì ra là cổ. Cổ đang gửi cái này cho mình. Cổ đang tìm cách bày tỏ tình cảm với mình. Sung sướng quá. Cái thời mình 26 ngồi bánh té, cái tim mình cũng từng tan vỡ như những cánh hoa tiên gôn. Còn bây giờ mình 50 ngồi bánh trưng, tim mà tan vỡ kiểu đó, chắc lên bàn thờ ngồi nhìn bánh uống. Mệt dữ vậy nè. Kiểu này nãy chắc hôm qua mình uống rượu nhiều quá nè. Phải kiếm lon bia giả rượu mới được. Chú đi đâu đấy? Chú đi đâu vậy? Nhà con có bia không? Con kiếm cho chú to để chú uống, chú giả rượu. Trời ơi chú ơi, lần đầu tiên con nghe thấy có người lấy bia giả rượu luôn á. Chú là vậy á, chú là trường hợp cá biệt. Lấy chú vậy con, có không? Không có. Tổ quá. Ủa? Không có ở đây hả? Sao nhìn mặt anh xanh xao vậy, anh có sao không? Sao vậy? Cô. Sao vậy anh? Tôi không sao. Cô mới là người có sao. Gì? Tôi biết mà. Tôi thấy tôi đẹp trai nè, đúng không? Tánh tình hiền lành, dễ thương. Cô đem lòng cô si mê tôi.
Mà tôi nói cho cô biết nha, tôi không có đáp trả lại tình yêu của cô được đâu. Nói cái gì vậy? Mê sản hả? Sao không? Không, không có mê sản. Cô ngồi xuống đi, bình tĩnh. Tôi không thể nào chịu nổi. Tôi thấy cô ấy, vì tôi mà cô suy sụp. Khi cô ha, từ nay trở đi đừng có kêu tôi qua đây nữa nha. Hả? Rồi rồi, đừng có gửi cái gì cho tôi hết luôn. Ngừng yêu, tới đây là đủ rồi. Xì tớp đi. Thôi, anh nói cái gì tôi không có hiểu gì hết á. Anh có hiểu lầm cái gì không? Hả? Sao càng ngày càng đau vậy? Chị Thuốc làm sao hả? Thuốc. Con chạy nhà chú á. Nói với con Châu á, con lấy thuốc cho chú. Thuốc gì? À, thuốc tiểu đường. À, chú bị tiểu đường lâu năm rồi. À, đúng rồi. Đi về lấy thuốc đi. Không, nhưng mà chị ơi, chú chạy về chắc là chú ngủm luôn á, làm sao được. Không kịp đâu. Tiểu đường hả? Ê, đợi tôi một xíu. Ông đợi tôi một xíu nha. Được rồi. Mà tôi đâu có ngu. Thuốc này là thuốc gì? Nè nè, cô đừng có nói cô yêu tôi không được. Tính đầu độc tôi phải không? Trời ơi, cái thằng Mạnh này. Cái này là thực phẩm chức năng Alapro, dành cho những người mà bị tiểu đường lâu năm, với lại đường huyết cao như anh á. Cái này là giúp giảm và ổn định chỉ số đường huyết, giảm cholesterol, rồi còn giảm nguy cơ bị cao huyết áp nữa, giúp là ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Mà cái này á dễ mua lắm nha. Tất cả các hiệu thuốc của Pharma City đều có bán. Ông về á uống hết cái này đi, rồi kêu ông Châu nó mua thêm. Đi nghe lời tôi đi, ngoan đi. Rồi. Ủa mà chú ơi, cái gì đó? Chú bị vậy sao chú không cai rượu đi? Không sao đâu con, chú bị như nhẹ hiều à. Thôi, tự về nha. Tôi thấy khỏe rồi. Vậy? Cảm ơn cô nhiều nha. Thôi tôi về tôi kêu ông Châu á nó mua cái thuốc này cho tôi ha. Ê, đau quá. Chị liệu xuống làm sao rồi nè? Chết rồi. Làm sao rồi? Ông bác sĩ. Bác sĩ ơi. Dạ bác sĩ. Dạ, đầu đuôi câu chuyện nó là vậy. Trước đây tôi cũng có đi khám bệnh mới biết là mình bị tiểu đường. À, về nhà lâu lâu cũng lâu lâu bị đau tim. Cơn đau tim nhẹ nhẹ thoáng qua thôi à. Mà lần này nè, biết sao không? Lần này nó quan trọng, tôi tưởng là cô nè, tôi hiểu lầm cổ, tôi tưởng là cổ yêu tôi. Đó, U50 rồi nghe nó, một cô gái trẻ trung sinh vậy thì yêu mình nó bị sốc. Nó tim nó đau dữ dội, chút xíu là chết rồi đó. Đó, đầu đuôi nó là vậy. Dạ, bác sĩ coi thử là chú Cường có bệnh gì không? Chú ơi, cái dạ. Kết quả xét nghiệm của chú là cho thông báo cái chỉ số đường huyết của chú rất cao. Chú bị tiểu đường tiếp 2 rồi đấy. Dạ. Tiếp 2 rồi kìa. Bị tiểu đường á thì là phải ăn kiêng, không được uống rượu bia và thuốc lá. Bác sĩ biết sao không? Tôi ăn uống thoải mái lắm, không có kiêng cữ gì hết á. Nhưng mà có nhậu. Ngày nào cũng nhậu uống quá trời rượu luôn, rồi xong á cái xỉn quá rồi cái lấy bia để giả rượu. Bác sĩ có được không? Bác sĩ biết sao không? Tại vì tôi nghĩ là mình có uống thuốc rồi nên nó cũng cầm được, không sao. Nên là ăn uống thoải mái, không kiêng cữ rồi nhậu nhẹt với bạn bè vậy thôi. Vậy được không bác sĩ? Chú có biết là bị bệnh tiểu đường á thì nó có nhiều biến chứng không? Dạ. Đầu tiên là cái não nè, thứ hai là tim nè, yeah. Thứ ba là thận và thứ tư là biến chứng mắt. Dạ bác sĩ ơi. Vậy cái hoạt chất mà 5-ALA là giúp được gì cho mình vậy bác sĩ? Hoạt chất 5-ALA đó là aminolevulinic acid. Nó giúp cái chuyển hóa tế bào của cơ thể con người. Và đường á, thì là cái nguồn năng lượng được chuyển hóa chính cho cơ thể con người. Nếu mà anh mà bây giờ có cái thói quen uống rượu bia, thuốc lá thì anh nên bỏ. Và chịu khó là đi kiểm tra đường huyết thường xuyên, uống thuốc đều dùng bác sĩ. Dạ bác ơi, vậy là để kỹ hơn về chuyện ăn uống dành cho người tiểu đường thì mình phải kiêng những gì ạ? À? Dạ đúng rồi đó bác sĩ. Thứ nhất là chú phải kiêng ngọt, ăn bớt tinh bột. Rồi nhất là rượu, bia thì chú phải giảm bớt và giảm cả thuốc lá nữa. Chịu khó tập thể dục, tập luyện hàng ngày, cái đó là cái rất là quan trọng. Cái lối sống của mình thì nên cần phải thay đổi. Hiện nay thì tôi thấy là đa số người Việt á, là vui cũng uống, buồn cũng uống, và thậm chí là vui buồn thì cũng rủ nhau đi nhậu.
chú đó chú. Biết lỗi. Dạ, dạ. Thôi giờ bỏ nha. Dạ. Hứa bỏ rồi. Dạ hứa. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bây giờ từ giờ trở về sau, nếu mà chú Cường hay là em hay là tất cả những người mà em quen mà có vấn đề về bệnh tiểu đường á thì có thể nhờ bác sĩ tư vấn được không ạ? Không những em, gia đình em hay bất cứ ai mà mắc bệnh tiểu đường, nếu cần tư vấn về bệnh tiểu đường thì cứ alo bác sĩ nghe.